vô số chai nhựa, hộp xốp và lục bình phủ đầy mặt nước. Giữa dòng rác chật chội, một vài con cá cố ngoi lên khỏi mặt nước, hoặc chết như thế này. Đây là những hình ảnh ghi nhận sáng 11 tháng 3 năm 2024 tại kênh Du Lộc Thị Nghè, đoạn ngay cầu số 1 gần đường Úc Tịch tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Citenco, tiếp tục vớt rác trên kênh này sau nhiều ngày tạm dừng do chưa ký hợp đồng trong năm 2024. Trước đó, nhiều cơ quan báo chí phản ánh tình trạng rác thải, lục bình ứ đọng trên kênh Du Lộc Thị Nghè. Tập trung nhiều nhất ở đoạn gần đường Úc Tịch tại quận Tân Bình gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp cùng đơn vị thu gom rác, tiếp tục duy trì người, máy móc dọn rác trên kênh. Song song với việc đẩy nhanh thủ tục duyệt đơn giá đấu thầu. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên sáng 11 tháng 3, đại diện công ty môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã triển khai một đợt thu gom rác trên kênh Du Lộc Thị Nghè, một lần vào trước Tết Nguyên Đán. Sau Tết, rác tiếp tục dùng lại lần nữa. Theo ghi nhận, trong sáng cùng ngày, tại khu vực này có một tàu và một số công nhân vớt rác. Khi rác đầy tàu, công nhân phải đợi nước trên kênh hạ xuống mới di chuyển qua phía dưới cầu về điểm tập kết. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn là giám đốc trung tâm quản lý đường thủy thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố, trung tâm đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vớt rác trên kênh Du Lộc Thị Nghè từ sáng 10 tháng 3. Việc vớt rác sẽ làm liên tục cho đến khi sạch rác, trả lại hiện trạng sạch như ban đầu. Tuy nhiên, tiến độ vớt rác cũng bị ảnh hưởng bởi thủy triều. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay, phương án và đơn giá thu gom rác trên kênh đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Sắp tới, việc vớt rác sẽ diễn ra thường xuyên. Để ngăn tình trạng rác thải phát tán dọc cả tuyến, trung tâm phối hợp Citenco dặn dây bắt ngang kênh ở khu vực cầu số 1, số 2 để cho rác không tràn xuống hạ lưu, sau đó tập trung vớt. Theo tìm hiểu, hồi giữa tháng 1 năm 2024, Trung tâm Quản lý Đường Thủy thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương án thu gom rác trên kênh Du Lộc Thị Nghè, kênh Đôi, kênh Tẻ, kênh Tàu Hủ và rạch Bến Nghé. Đến đầu tháng 2 năm 2024, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có phiếu chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu. Có ý kiến với đề xuất này làm căn cứ tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét chỉ đạo. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, việc quản lý tuyến kênh Du Lộc Thị Nghè dài gần 10 km đang được giao cho hai đơn vị quản lý theo chức năng riêng. Cụ thể, đoạn từ ngã ba sông Sài Gòn tại thành phố Thủ Đức đến cầu Lê Văn Sĩ tại quận 3 là tuyến đường thủy nội địa được phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải quản lý, còn đoạn từ cầu Lê Văn Sĩ đến đầu đường Úc Tịch tại quận Tân Bình là tuyến thoát nước được phân cấp cho Sở Xây dựng quản lý. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Trung tâm Quản lý Đường Thủy đã xây dựng kế hoạch phương án vớt, thu gom chất thải rắn trên sông, kênh, rạch trong năm 2024, gồm số lượng tuyến, tần suất, thời gian, công nghệ, dự toán kinh phí, để trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận. Về công tác vớt, thu gom rác trên tuyến kênh Du Lộc Thị Nghè, đoạn từ cầu Lê Văn Sĩ đến đầu đường Úc Tịch do Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng thực hiện, còn đoạn từ ngã ba sông Sài Gòn đến cầu Lê Văn Sĩ do Trung tâm Quản lý Đường Thủy thuộc Sở Giao thông Vận tải đảm nhận. Cũng theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, thực tế trong quá trình vớt rác trên tuyến kênh Du Lộc Thị Nghè, rác chủ yếu từ các cửa xã cống hộp dọc tuyến kênh, nhiều nhất từ cửa xã cống hộp trên đường Úc Tịch trôi vào gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác vớt, thu gom chất thải rắn của Trung tâm Quản lý Đường Thủy. Giám đốc Trung tâm Quản lý Đường Thủy thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, việc vớt rác trên tuyến kênh Du Lộc Thị Nghè phải đồng bộ. Do vậy, sắp tới, Trung tâm sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giao về cho một đơn vị thực hiện đồng bộ để không bị ngắt khúc.